Sau 10 năm yêu nhau, các Phượng cuối cùng đã mang thai cùng tình trẻ Kiều Minh Tuấn. Trước đó vào ngày cả tháng 4 năm nay, các Phượng cũng đã từng lên tiếng xác nhận cấn bầu cùng chàng diễn viên họ Kiều. Sau khoảng thời gian vất vả dành tâm huyết để tổ chức live show cho danh hài Hoài Linh, các Phượng tiếp tục đảm nhận thêm nhiều dự án mới. Ngay khi chương trình vừa kết thúc, có quá nhiều việc phải lo lắng, mới đây các Phượng lên tiếng than vãn cùng khán giả cho rằng cô đang rất mệt mỏi và thèm ngủ, không thể thức, dù đã cố đi ngủ từ rất sớm. Các Phượng vừa hoàn thành live show cho danh hài Hoài Linh. Các Phượng cho biết hiện cô rất muốn ngủ nhưng chưa thể vì công việc, chất chồng. Sao cứ buồn ngủ và thèm ngủ quá vậy nè trời, tối qua ngủ rất sớm, sáng nay ngồi dậy không nổi. Vì cái cơn buồn ngủ cứ ghì cát đây nằm xuống ngủ, thèm được ngủ mấy này liền cho đã cái con mắt nhưng không được, ước mơ chỉ là mơ ước. Phải ngồi dậy và đi làm thôi nè, mấy cái dự định cho những dự án sắp tới phải xong mới ngủ được, cặp mắt lờ đờ buồn ngủ bà cố. Trước những chia sẻ về thể trạng hiện tại của các Phượng, nhiều khán giả đã nhanh chóng đưa ra nghi vấn cô đang mang thai cùng Kiều Minh Tuấn. Vào ngày lễ nói dối trong năm nay, các Phượng cũng từng tuyên bố đã mang thai ở độ tuổi 50 và đăng tải hình ảnh que thử thai hai vạch. Chính vì vậy, nhiều khán giả đã phỏng đoán cô Cát đang có bầu ngay khi nghe cô nghệ sĩ than vãn thiếu ngủ. Các Phượng vừa dính ngán có thai cùng Kiều Minh Tuấn. Khán giả bàn tán xôn xao trước tin đồn các Phượng có baby. Trong năm 2018, cặp đôi các Phượng Kiều Minh Tuấn đã vướng tin đồn rạn nứt khi chàng diễn viên họ Kiều tuyên bố cảm nắng bạn diễn an nguy. Sau ồn ào, bộ phim mới do Kiều Minh Tuấn tham gia bị khán giả đồng loạt tẩy chay. Bên cạnh đó, cả anh cùng an nguy bị công chúng quay lưng về ném đá hàng loạt. Ồn ào tình cảm này tiếp tục bị đẩy lên cao trào khi các Phượng bất ngờ bị tố là người đứng sau giật dây, dàn dựng scandal tình cảm giữa bạn trai và an nguy để thu hút sự chú ý. Kiều Minh Tuấn bất ngờ nói yêu An Nguy khi đã đăng ký kết hôn cùng các Phượng, lùm xùm tình cảm khiến cả ba mất hình ảnh trong mắt công chúng. Hậu những sóng gió tranh cãi, hiện các Phượng Kiều Minh Tuấn vẫn đang song hành cùng nhau, hạn chế nhắc đến nhau hay đăng hình tình cảm trên mạng xã hội, nhưng cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các dự án và sự kiện của công chúng. Trước đó không lâu, trong một lần live stream cùng khán giả tại một quầy đồ sơ sinh, cô nghệ sĩ bày tỏ ước muốn có được có thai trong năm nay. Cô chia sẻ rằng bản thân đang rất mong có thêm một tiểu công chúa. Các Phượng thậm chí còn cho biết cô liên tục mơ thấy một bé gái đi theo cô trong giấc mơ chiêm bao. Giữa loạt nghi vấn mang thai từ phía khán giả, các Phượng không đưa ra phản hồi cụ thể mà chỉ cười vui cho qua. Về phía Kiều Minh Tuấn, anh cũng không đưa ra bất kỳ thông tin gì. Dù chưa rõ thực hư về việc cô Cát liệu có đang có em bé trong bụng hay không, thì phần đông khán giả đều hy vọng các Phượng sớm có tin vui với tình trẻ Kiều Minh Tuấn.